Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Mao TV. Ôi, chết để Tết mà lại ốm này. Mình đã bị ho mọi người. Không biết là có Covid thì không dở đấy. Em cũng đã bị ho lâu lắm rồi. Hiện tại là Tết nó đến đít rồi nhé mọi người nha, mà nhà mình chưa sắm được cái gì cả. Nhà Mao Đệ thì sắm được rất là nhiều thứ rồi nhưng mà nhà mình chưa có cái gì. Cái gì đấy? Hả? Cái gì đấy? Bưởi. Chưa sắm được gì à? Có. Đây là biểu hiện của chân lươn liệu rồi ạ. Có tí bưởi, có tí đào rồi. Nhà em nhưng mà có gì đâu. Thiếu một thứ cực kỳ quan trọng của dịp Tết năm nay. Mọi người biết là cái gì không? Đấy là mưa lụa. Bây giờ anh em mình sẽ đi sắm Tết. Mọi người đi theo anh em mình xem anh em mình sẽ sắm Tết những gì nhá mọi người nhá. Đi không đi lên. Đang ngủ cái tủ đấy này. Anh em mình đã đến nơi sắm Tết rồi nhá mọi người nhá. Mọi người biết tại sao anh em mình ra đồng sắm Tết không? Anh em mình vừa mua được cây đào 100.000 đấy. Ra đây đào luôn để anh em mình bách về. Tại sao nhà mình có đào rồi, những 2 cây to ở nhà rồi, nhưng mà mình vẫn ra đây để mua thêm một cây đào nữa. Tại sao mình vẫn ra đây để mua thêm một cây đào nữa? Cái này bí mật, tí nữa mọi người sẽ biết tại sao nhé mọi người nhá. Bây giờ anh em mình sẽ đi lựa cái cây nào to nhất, đẹp nhất và rẻ nhất. Tại vì giá 100.000 thế nên là mình... Đấy anh ơi, cái này không biết tầm 300.000. Đó. Rồi. Điên à? Cây này chắc chắn là rẻ nhất rồi. Không. Thật ra là với cái giá đấy ấy, anh em mình không nên lựa cây to quá, tại vì mình sẽ lựa một cây nào đẹp mà vừa phải. Không là bị ăn xẻng ngay vào đầu. Cái này được không? Được. Ai cái này dây nụ đấy. Cái này đẹp hơn này. Đó. Cái này được em này. Cái này em nghĩ được 500.000. Hả? Cái này đã hơn đấy. Cái này không mất cảnh không lấy. Mình lấy cái cây đẹp tí nhỉ. Cái nào? Cái này. Nào nụ còn nhiều. Đây, 2 cây này mày thích cây nào? 2 cây này á? Em thích cây to. Cái vỉ nhiều nụ hơn. Cây này. Mình sẽ quyết định. Bách cây này. Và anh em mình muốn lấy cây mà nó còn rẻ hơn nữa thì chính là tự đảo. Bật mí với mọi người cái vườn đào nhà mình ở dưới kia kìa. Nhưng mà đắt hơn. Đào dưới đấy mình đi bán đắt hơn. Mình chỉ dùng hàng thửa ít tiền thôi. Trước khi đến với nghề YouTube thì mình đã có 7 năm kinh nghiệm trong nghề buôn đào. Thế nên là đào nhà mình có to hơn, đẹp hơn, đắt 10 hơn. 10 năm trong nghề gọi là trồng thửa đào. Nghề bốc quét. Đấy. Nào đấy. Kéo có đây ăn mạt nhé. Đây. Đấy, cái tải đâu? Anh phải đào ở đây này, đào rộng ra sấn dần với. Rộng cái gì? Cầm nhổ mẹ lên giờ. Không. Đường nào? Vỡ bầu ấy. Chúng ta là chơi hết Tết đào bầu nhỏ nhỏ. Cái to đến này thì em lấy đâu ra, em chỗ em ngồi. Mình ngồi trước hay ngồi sau? Em ngồi trước. Không, mình ngồi sau ôm đi. Mình lai được không? Không lai được đâu. Đấy, ngồi đấy thế nhá. Ổn không? Ổn. Ổn không? Ổn. Ôi! Ơi. Hay anh đợi đi. Đấy mày đẩn vào lưng tao này. Ây à. Không anh lai đi. Đấy thì tao đang lai đây thấy. Không anh gì à? Đi. Để em lai à? Mày không lai được. Nào, ok không? Đi nhá. Mấy lần thì ngã. Ngã áp dữ, gạt chân trống. Cái này nó ghê. Ghê cái gì tao giữ hết cho mày. Đấy, à, ok nào, từ từ. Đấy, ấy da, ui giời. Ấy da, nghe nó hơi lệch pa nhỉ. Mọi người nhìn thấy cái cây đào một củ với lại cây đào 100 nó khác bọt như thế nào? Khác bọt là thân nó bé hơn, cành nó nhít hơn. Rồi, bây giờ lấy bầu ra đây. Nhưng mà mục đích chính của cây đào này ấy sẽ hơn cây đào kia. Mọi người biết tại sao, tí nữa mọi người sẽ biết. Tức là giá trị của nó về không phải cái giá trị về tài sản mà cái giá trị về cái khác nó sẽ cao hơn. Tí nữa mọi người mới biết được. Nào giữ để tao đi lấy bầu. À lấy bình. À, đây mới là giá trị đặc biệt của cây đào này nhá mọi người nhá. Tuy nó không đẹp bằng em hoa hậu đằng sau nhưng mà nó sẽ đẹp hơn rất nhiều trong mùa Covid này. Đúng rồi. Nếu mà không có cây đào này thì chắc là anh em mình cũng chả dám cho khách nào vào đâu. Đấy. Cho dù là cho thích lì xì. Chính vì đợt Tết này vì Covid thế nên là anh em mình đã chuẩn bị cây đào để mà làm gì mọi người biết không? Đấy. Khách vào nhà đến cửa nhà mình cái là thấy luôn. Đấy. Nếu mà chưa đeo khẩu trang, ra đây lấy một cái khẩu trang đeo vào xong mới được vào nhà. Ai mà giả dụ như mình mà tính là sau mình mà hết tiền lì xì ấy thì mình sẽ ra đây vặt lì xì. Đấy, đây là lì xì của anh em mình. Đấy. Anh vặt được cái gì ấy? Đấy, vẩn một cái ấy. Thế làm sao mà? Đấy. Đấy. Lì xì siêu đỉnh luôn rồi nhỉ. Lì xì mùa Covid này á, chỉ có bằng khẩu trang mới chất lượng thôi. Mao Đệ tí mùng 1 xuống anh sẽ lì xì cho 10 cái khẩu trang. Không, em đủ rồi. À? Em đợi em có mấy thùng ấy. Không, vẫn phải nhận hết. Không, em chẳng nhận này. Lì xì mà không nhận. Em nhận lì xì bằng hiện vật cơ. Hiện vật là khẩu trang. Không. Nó cứ phải gọi là trần chuồng. Trần chuồng là cái gì? Thóc ấy. Mình chỉ thích lì xì hiện vật thôi. Đẹp không? Thấy cái nào là mình đẹp chưa? Đứa đẹp đâu thì đưa nó mới đẹp nhá. Đẹp luôn. Đấy, vậy là anh em mình đã hoàn thành, gọi là bây giờ nên đặt tên cho cây này là cây gì nhỉ? Phòng tránh Covid. Đi nào. Cây này là cây tinh vít, à cây đào vít nhá mọi người nhá. Chung tay đẩy lùi Covid. Đấy, cùng tất cả mọi người. Ai mà đến nhà mình trong vòng tự biết ý thức nha mọi người nhá. Đấy, tự biết ý thức, tự ra cổng, từ đây các bạn nhìn thấy từ ngoài cổng mà không đeo khẩu trang là ra cổng rào gõ vào đây này. Đấy. Đeo khẩu trang. Tạch. Đeo khẩu trang chạy vào. Mừng trời. Anh nếu mà ví dụ em đi chuyến nhé, em đi chơi xa rồi, em mệt, em không thấy được anh đi chị em. Không. Chị to đấy. Giả dụ nha, những ai mà đi vào nhà mình cái mà không đeo khẩu trang ấy thì mình sẽ không mừng tuổi bằng lì xì nữa, mà mình sẽ đứng đây mình vặt một cái khẩu trang mình mừng tuổi đó. Bây giờ sẽ cho mọi người chiêm ngưỡng vòng quanh cái cây đào vít của anh em mình nhá. Đào vít đấy. Con đào vít. Đây nha mọi người nhá, đây là toàn cảnh cây đào vít của anh em mình nhá. Đó, đây lên trên này tí, đây cho mọi người ngắm từ xa luôn. Đây, ngắm từ xa luôn. Đấy. Đấy, đây nhá. Thấy chưa mọi người, nhìn thấy chưa? Khi khách vào đến nơi này đấy, đập mắt vào một cái là tự biết ý thức. Tự biết ý thức luôn nhá mọi người nhá. Giá trị của cái cây này thôi bây giờ mình sẽ cho mọi người xem xung quanh nhà mình xem mình đã sắm Tết được những gì nhỉ nhá. Thử luôn. Hả? Ví dụ anh đến nhà em chơi. Hả? Ví dụ anh đến nhà em chơi. Ok. Mau vào nhà ông nhá. Mau ơi. Đến chúc Tết đây. Con em đến chúc Tết đây. Ấy. Làm gì đấy? Đến chúc Tết. Không lấy quả Tết à? Cái gì? Chúc Tết. Thiếu khẩu trang. Nhà vừa sắm cây đào cây khẩu trang à? Ok. Phải đeo khẩu trang mới được vào nhà nhá mọi người nhá. Ok, number 1. Tuyệt vời. Chúc Tết đẩy lùi Covid. Ai da, em cho anh. Tao với cho anh phải khỏe nhá. Ok. Qua đây cho anh. Đến chúc Tết vào anh. Đây. Đây. Không mang đấy à? Đây, gia chủ hôm nay đến tôi đến chúc Tết thì có chút lì xì. Cái này là quỷ thật tôi. Có chút lì xì. Mong anh nhận. Mong anh nhận cho. Cái này đùa đấy. Cái gì đấy? Đấy, cái này đùa đấy. Đấy, thấy chưa? Đeo à? Đấy, vớ vẩn. Đấy, đại khái nó là sẽ là như thế đấy mọi người nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ cho mọi người xem qua xem nhà mình đã sắm được Tết những gì rồi nhá. Nhà Mao Đệ thì sắm hẳn một cái bể cá coi to đùng. Đấy. Nhưng mà này em chưa có gì đâu, chỗ đào đâu. Đấy. Đây là một cây đào mình sắm từ hôm nọ này, giá là 1,2 triệu này. Đấy. Cái chậu này 800.000 đấy. Mày điên à? Ba cây 3,3 triệu thì nhà mẹ vợ 1,1 triệu thì với cái chậu này nữa là 1,2 triệu còn gì nữa. Đấy. Còn đây là cây bưởi. Bưởi này gọi là bưởi gì nhỉ? Bưởi cảnh, bưởi gì đấy. trị giá 2.1 triệu cả, 2.2 triệu cả bình nhá, rất tần tật. Và đây, hoa khôi ngày hôm nay là cây đào vít. Cây đào vít này có giá trị 100.000 đấy. Và đeo trên mình khoảng 3 hộp khẩu trang, mỗi hộp giá trị 50.000, đó là 150.000, đó là 250. Và cái chậu này 300.000, nữa là 650. Nhưng mà nó đang khoác trên mình gọi là rất là nhiều tỷ tỷ đấy mọi người nhé. Mọi người biết tại sao không? Khi mà dính Covid, có khẩu trang để lùi Covid ấy, nó mà không có khẩu trang này, không để lùi được Covid ấy, thì có tỷ tỷ cũng không tiêu được đấy. Thế nên là giá trị cực kỳ cao. Lúc đấy chỉ có tiêu tiền vòng mã này. Ở trong này nhá. Đây là chậu hoa của vợ mình mua, mình không biết là bao nhiêu tiền, hình như là chậu này là 1,5 triệu thì phải. Chưa có cái chậu này. Đấy. 15 hàng. Còn đây là chai rượu nho của nước ngoài. Em mang chai này anh làm tí này. Chai này trị giá khoảng tầm không biết, cái này mình làm biếu. Không đồng. Đây, cái nào chưa đô đây. Cây này cũng cùng dòng cây kia đấy mọi người, có thấy hết từ chân đến đầu không? Đấy. Cũng là 1,2 triệu đó mọi người. Cây này là đúng là đào rừng, đào đồng, đào thế. Thế nên bây giờ vẫn còn cây cỏ. Đấy, vừa có thế thôi, chưa sắm được cái gì nữa cả. Có mấy thùng bia nữa đâu thôi. Còn bây giờ anh em mình bắt đầu mới đi sắm Tết thật sự nha mọi người nhá. Sắm một chút bánh kẹo này rồi một chút gì đó. Rồi năm mới cũng chúc mọi người gọi là thêm một tuổi mới này, làm ăn phát đạt này, tiền ra tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cả quê pin. Tiền ra như nước sông Đà, tiền đầy túi, tiền vào nhỏ giọt như cả quê pin. Tình đầy tim. Đấy. Thôi, chào tất cả mọi người nhá. Mọi người nhớ lì xì đầy lì xì. Mọi người nhớ để ý đến sức khỏe nha, ra đường nên đeo khẩu trang vào nhá. Nói chung là cứ thiếu khẩu trang thì lên nhà mình rất nhiều khẩu trang nhé, có hẳn một cây khẩu trang luôn nhá. Nếu thấy clip của anh em mình hay, nhớ để lại anh em mình like, một share, một comment, một đăng ký kênh, nhấn chuông bên cạnh nhá. Tết này anh không thèm đập đá vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 để sở hữu sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản.